Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 6, bài 10 trang 86 trang 88, đọc kết nối chủ điểm hai cây phong. Trải nghiệm cùng văn bản. Đã bao lần tôi từ những chốn xa xôi trở về Kukuru, và lần nào tôi cũng nghĩ thầm với một nỗi buồn da diết, tôi sắp được thấy chúng chưa, hai cây phong sinh đôi ấy. Mong sao chóng về tới làng, chóng lên đồi mà đến với hai cây phong, rồi sau đó cứ đứng dưới gốc cây để nghe mãi tiếng lá reo cho đến khi say sưa ngây ngất. Trong làng tôi không thiếu gì các loại cây, nhưng hai cây phong này khác hẳn. Chúng có tiếng nói riêng và hẳn phải có một tâm hồn riêng chan chứa những lời ca êm dịu. Dù ta tới đây vào lúc nào, ban ngày hay ban đêm, chúng vẫn nghiêng ngả thân cây, lay động lá cành, không ngớt tiếng rì rào theo nhiều cung bậc khác nhau. Có khi tưởng chừng như một làn sóng thủy triều dâng lên vỗ vào bãi cát, có khi lại nghe như một tiếng thì thầm thiết tha nồng thấm, truyền qua lá cành như một đốm lửa vô hình. Có khi hai cây phong bỗng im bặt một thoáng, rồi khắp lá cành lại cất tiếng thở dài một lượt, như tiếc thương người nào. Và khi mây đen kéo đến cùng với bão giông, xô gãy cành, tỉa trụi lá, hai cây phong nghiêng ngả tấm thân dẻo dai và reo vù vù như một ngọn lửa bốc cháy rừng rực. Về sau, khi nhiều năm đã trôi qua, tôi mới hiểu được điều bí ẩn của hai cây phong. Chẳng qua chúng đứng trên đồi cao lộng gió nên đáp lại bất kỳ chuyển động khẽ nào của không khí, mỗi chiếc lá nhỏ đều nhạy bén đón lấy một làn gió nhẹ thoảng qua. Nhưng việc khám phá ra chân lý giản đơn ấy vẫn không làm tôi vỡ mộng xưa, không làm tôi bỏ mất cái cách cảm thụ của tuổi thơ mà tôi còn giữ đến tận ngày nay. Và cho đến tận ngày nay, tôi vẫn thấy hai cây phong trên đời có một vẻ sinh động khác thường. Tuổi trẻ của tôi đã để lại nơi ấy bên cạnh chúng như mảnh vỡ của chiếc gương thần xanh. Cứ mỗi lần chúng tôi reo hò, huyết còi ầm ĩ chạy lên đồi là hai cây phong khổng lồ lại nghiêng ngả đung đưa như muốn chào mời chúng tôi đến với bóng râm mát rượi và tiếng lá xào xạc dịu hiền. Và chúng tôi lũ nhóc con đi chân đất, cong kênh nhau bám chặt vào các mấu và cành cây, trèo lên cao làm chấn động cả vương quốc loài chim. Hàng đàn chim hoảng hốt kêu lêu, chao đi chao lại trên đầu. Nhưng chúng tôi vẫn chưa coi vào đâu, đến đây đã thám gì. Chúng tôi cứ leo lên cao nữa, nào xem ai can đảm và khéo léo hơn ai. Và từ trên cao những cành cao ngất, cao đến ngang tầm cánh chim bay, bỗng như có một phép thần thông nào vụt mở ra trước mắt chúng tôi, cả thế giới đẹp đẽ vô ngần của không gian bao la và ánh sáng. Đất rộng ba la làm chúng tôi sửng sốt, mọi đứa chúng tôi đều nín thở lặng đi trên một cành cây và quên mất cả chim lẫn tổ chim. Chuồng ngựa của nông trang mà chúng tôi vẫn coi là tòa nhà rộng lớn nhất thế gian, ngồi đây chúng tôi thấy chỉ như một căn nhà xác bình thường. Phía sau là dãy thảo nguyên hoang vu mất hút trong làn sương mờ đục. Chúng tôi cố dương hết tầm mắt nhìn vào nơi xa thẳm điên biết của thảo nguyên, và nhìn thấy không biết bao nhiêu là vùng đất mà chúng tôi chưa từng biết đến. Thấy những con sông mà trước đây chúng tôi chưa từng nghe nói. Những dòng sông lấp lánh tận chân trời như những sợi chỉ bạc mỏng manh. Chúng tôi ném mình ngồi trên các cành cây suy nghĩ, đã phải đấy là tận cùng của thế giới chưa, hay phía sau vẫn còn có bầu trời như thế này, những đám mây, những đồng cỏ và sông ngòi như thế này. Chúng tôi ngồi nép trên các cành cây, lắng nghe tiếng gió ảo huyền và tiếng lá cây đáp lại lời gió thì thầm to nhỏ về những miền đất bí ẩn đầy sức quyến rũ lẫn sâu chân trời xanh thẳm biên biết kia. Chingizer Kureturovich Aitermatov, người thầy đầu tiên theo bản dịch của Nguyễn Ngọc Bằng, Cao Xuân Hạo, Bồ Xuân Tiến trong Jamilia, Chuyện núi đồi và thảo nguyên, nhà xuất bản Văn học Hà Nội 1999. Như vậy chúng ta vừa theo dõi văn bản. Về nội dung chính thì đoạn trích miêu tả hai cây phong với ngòi bút sắc bén, đậm chất hội họa và đông đầy cảm xúc.
qua đó truyền cho chúng ta tình yêu quê hương da diết và niềm xúc động đặc biệt vì hai cây phong gắn với câu chuyện về người thầy, người đã vun trồng những cái ước mơ cho những đứa học trò của mình. Tiếp theo, suy ngẫm và phản hồi. Số 1 nhỏ, tìm những chi tiết cho thấy hai cây phong có tiếng nói riêng và hẳn phải có một tâm hồn riêng. Thì những chi tiết cho thấy hai cây phong có tiếng nói riêng và hẳn phải có một tâm hồn riêng. Như một làn sóng thủy triều dâng lên vỗ vào bãi cát. Như một tiếng thì thầm thiết tha nồng thắm truyền qua lá cành như một đốm lửa vô hình. Có khi bỗng im bặt một thoáng rồi khóc là cái cảnh lại cất tiếng thở dài một lượt như những chiếc như thương tiếc người nào. Có khi nghiêng ngã tấm thân dẻo dai và reo vù vù như một ngọn lửa bốc cháy rừng rực khi mưa bão ùa về. Như vậy, hai cây phong với nhiều cái cung bậc trạng thái được tác giả miêu tả đặc sắc nhân hóa lên như con người có đầy đủ hơi thở linh hồn. Tiếp theo câu 2, có người cho rằng hai cây phong không chỉ được nhân vật tôi cảm nhận bằng thị giác, thính giác mà còn cả tâm hồn. Em có đồng tình với ý kiến này? Thì em đồng tình với ý kiến này vì có những chi tiết cây phong hiện lên đặc sắc, có suy nghĩ, tình cảm, hành động. Nhân vật tôi đã phải yêu mến hai cây phong lắm mới có thể cảm nhận được những điều sâu thẳm này. Câu 3, hai cây phong có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của nhân vật tôi? Thì hai cây phong có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống của nhân vật tôi. Thuở nhỏ hai cây phong còn là nơi hội tụ của lũ trẻ và nhân vật tôi. Khi lớn lên, hai cây phong trở thành người bạn tâm giao, tri âm tri kỷ của họa sĩ. Câu 4, theo em thiên nhiên có vai trò như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta? Thì theo em, thiên nhiên có vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Thiên nhiên đem lại cho chúng ta sự sống, nguồn lương thực. Thiên nhiên còn giúp cho chúng ta chống lại những thiên tai, hiểm họa. Thiên nhiên còn làm cho đời sống của mọi người trở nên trong mát, phong phú hơn. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi ngôn ngữ văn lớp 6. Sau khi xem xong, các em thấy thích thì chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.